chồng rừng có ai có câu hỏi gì không? Nếu không bây giờ chúng ta cùng đứng lên và mình khởi động một tí đi, bởi vì là tôi biết là có nhiều bạn ấy khi mà bị đứng ngồi nhiều quá có thể bị căng cơ một ngồi xuống, ít nhất là ba cái đi nào các bạn. Đó. Được chưa? Chúng ta hãy ngồi xuống như vậy vài lần, hai ba lần như vậy là sẽ ổn để bắt đầu có thể trồng rừng được. Cái đá cổ này sẽ đưa rễ vào trong và hút những cái dinh dưỡng từ cái đá cổ này tiếp, từ cây cania tiếp. Và nó sẽ tận dụng tới mức tối đa khi mà cây đa này nó không còn gì nữa. Và khi cái đa ở cây cania không còn cái gì nữa thì cây bên ngoài này cái rễ nó không đủ săn chắc và đủ cứng cáp để nó tự đứng rồi. Nó không cần cây trồng nữa. Cục Việt Nam giai đoạn từ năm 1961 tới năm 1962, và đây là nơi thay mặt Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào tới mũi Cà Mau. Và trong khi Trung ương Cục Việt Nam được thành lập thì 12 ban ngành lần lượt được ra đời tại khu vực Trung ương Cục Việt Nam tại Mã Đà này. Và xin thưa với đoàn của chúng ta rằng Trung ương Cục Việt Nam không phải chỉ một cái vùng đất này có, mà ở Tây Ninh chúng ta cũng có. Và Trung ương Cục Việt Nam thì được thành lập từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Tây, Chắc Băng, Cà Mau tới Đồng Tháp, đến cuộc kháng chiến chống Địch. Của các liệt sĩ hy sinh tại vùng đất thuộc Tây Nam hùng này, và ở đây thì có rất nhiều liệt sĩ hy sinh nằm lại. Nhưng mà xin thưa với các bạn là trong cái khu vực này có một nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, nhưng chỉ có 70 ngôi mộ được xây thống kê được. Chính vì vậy có thể ngay dưới chân chúng ta, đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái đều có máu, có xương, có hài cốt của những liệt sĩ hy sinh tại vùng đất. Người thân của anh đã vào tới khu vực này để tìm. Thì khi mà anh báo mộ cho mẹ là nói mộ của anh nằm cạnh bên một con ruồi lên thì chỉ có một nắm xương nữa mà thôi. Để chúng ta thấy được rằng đây là một trong số rất ít những liệt sĩ hy sinh tại vùng đất này mà được đưa về quê an táng. Còn hàng ngày kim đồng hồ.